Xin chào các bạn đến với kênh cây xạ đen hòa bình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn và trả lời các bạn một số câu hỏi của một số khách hàng có gửi về cho mình và đang rất phân vân, đó là bị viêm gan B nên dùng cây an xoa hay là cây cà gai leo, và cách sử dụng như nào để chữa viêm gan B tốt nhất. Thì hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi đó của khách hàng. Thì ngay ở đây mình đã chuẩn bị cho các bạn, đây là hai cái loại dược liệu mà các bạn hay sử dụng, đó là cây an xoa. Đây cây an xoa bạn nhé, cây an xoa thì các bạn thấy giờ nhiều video rồi, thân lá nó đây, đây là thân lá nó này, đấy cây an xoa này, đây cây an xoa các bạn ạ. Còn bên này là cây cà gai leo các bạn nhé, đây là cây cà gai leo các bạn ạ, đấy đấy là cây cà gai leo và đây là cây an xoa. Thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học và của Viện Y học cổ truyền thì hai cái cây an xoa và cây cà gai leo là hai cây thuốc đều có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B. Cây an xoa và cây cà gai leo đều có là hai vị thuốc rất là tốt cho gan. Cả hai vị thuốc trên đều được dân gian sử dụng làm thuốc để tăng cường sức đề kháng cho gan và điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là bệnh viêm gan B. Đấy. Tuy nhiên trong hai vị thuốc trên thì cây cà gai, các bạn mà bị viêm gan B thì các bạn nên sử dụng cây cà gai leo là tốt nhất. Đấy, nên sử dụng cây cà gai leo là tốt nhất các bạn nhé. Đấy. Đấy thì các bạn nên sử dụng cây cà gai leo là tốt nhất các bạn nhé. Đấy. Đối với cây an xoa thì được dùng nhiều cho bệnh ung thư gan và bệnh xơ gan cổ trướng là chủ yếu. Còn đối với lại bệnh viêm gan B thì các bạn nên sử dụng cây cà gai leo. Đấy, đây cây cà gai leo đây các bạn này. Đấy, cây cà gai leo các bạn nhá. Đấy. Thế thì bài thuốc chữa viêm gan B từ cây cà gai leo như sau. Các bạn chuẩn bị cho mình đó là cây cà gai leo 30g, cây xạ đen 30g và rễ cây mật nhân là 10g. Đấy. Các vị thuốc này các bạn đem rửa sạch và đun với 1,5 lít nước. Các bạn sắc còn khoảng 1 lít và uống, các bạn uống cái này là hàng ngày trong ngày các bạn nhé. Mình nhắc lại này. Quả lấy cà gai leo 30g này. Xạ đen 30g. Rễ mật nhân 10g. Các bạn sắc lên 1,5 lít nước. Sắc còn khoảng 1 lít thì các bạn uống thay nước lọc hàng ngày. Với cách dùng đơn giản như trên thì đã có thể đi rất nhiều bệnh nhân thắc mắc về viêm gan B thì các bạn có thể sử dụng cái bài thuốc đó. Thông thường chỉ sau thời gian từ 6 đến 8 tháng khi các bạn sử dụng bài thuốc đó và liên tục thì cái bệnh viêm gan B các bạn sẽ trở về âm tính. Nếu mà các bạn mà không có cái cà gai leo thì các bạn vẫn có thể sử dụng cây an xoa được các bạn nhé. Nhưng nếu các bạn có cái cà gai leo thì các bạn sử dụng cây cà gai leo được là tốt nhất. Đấy, mình nhắc lại này. Bị viêm gan B thì các bạn nên sử dụng cây cà gai leo để chữa viêm gan B. Còn nếu các bạn bị ung thư gan hoặc là xơ gan cổ trướng thì các bạn sử dụng cây an xoa các bạn nhé. Bài thuốc sử dụng cây cà gai leo chữa viêm gan B như sau này. Xạ đen 30g, cà gai leo 30g, rễ mật nhân 10g. Các bạn đun với 1,5 lít nước. Các bạn sắc còn khoảng 1 lít. Các bạn uống thay nước lọc hàng ngày. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua cây cà gai leo, cây an xoa hoặc là cây xạ đen hoặc là các cây dược liệu khác thì hãy liên hệ với mình qua số hotline là 0976 836 586 hoặc địa chỉ nhà mình ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mình nhắc lại, các bạn liên hệ với mình qua số hotline là 0976 836 586 để được mua hàng các bạn nhé. Các bạn thấy video này hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này để nhiều người biết hơn nữa các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh và nhấn với cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều video hơn nữa từ kênh Cây Xạ Đen Hòa Bình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.